Đoạn phim do một nhóm quân sự người Nga thân Ukraine công bố hôm 4 tháng 6 cho biết các thành viên của họ đột kích một vùng ngoại ô của thành phố Belgorod, nước Nga. Nhóm tay súng mang tên Quân đoàn Tự do của Nga và một nhóm khác là Quân đoàn Tình nguyện Nga cho biết họ đã tiến hành một số cuộc tấn công vượt biên giới từ Ukraine vào lãnh thổ Nga. Tuần trước, Moscow cho biết hai dân thường đã thiệt mạng trong giao tranh. Trong một video được đăng trên kênh Telegram, một người đàn ông tự nhận mình là chỉ huy của Quân đoàn Tình nguyện Nga cho biết các tay súng của ông bắt được hai binh sĩ Nga bị thương. Người này đã đưa ra lời đề nghị trao đổi hai binh sĩ trong cuộc gặp với thống đốc khu vực của Belgorod. Thống đốc Vyacheslav Gladkov sau đó cho biết có một trận chiến đang diễn ra với những kẻ phá hoại và khủng bố ở một thị trấn biên giới Nga. Ông cho biết sẵn sàng gặp các tay súng để đảm bảo trao trả những người bị bắt nếu họ còn sống. Ông đã đưa ra thời gian và địa điểm cụ thể. Nhưng sau đó vào hôm 4 tháng 6, nhóm chiến binh cho biết họ sẽ không bàn giao các tù nhân cho Ukraine sau khi thống đốc không xuất hiện như đã hứa. Ông Gladkov cho biết các lực lượng Ukraine đã nã pháo vào Belgorod vào cuối tuần qua, đồng thời cho biết thêm rằng 4.000 cư dân đã được di rời để đảm bảo an toàn. Ukraine đã phủ nhận dính líu vào các cuộc tấn công bên trong Nga. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.